cầm thêm hai cái nữa. So, cái này thì cầm có sự body nữa nha. Mình đi là xé qua 45 độ, mình đi là 1 2 3 2 là ra giữa. 3 là qua đây. 4 là xuống đây. Ok. Tương tự mình sẽ làm hai lần như vậy, mình sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 8 và mình sẽ làm ngược lại. Được chưa? Mình lại sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, listen. Từ nãy đến giờ anh dạy, anh có kêu ai có giống ai không? No. Chính xác. Nên một keyword mình có FQ. Cho dù bạn là nam, bạn là nữ, hay bạn thuộc về LGBT, bạn là bất kỳ gì, thì bạn có quyền nhảy theo cái kiểu mà bạn không muốn. Và cái depression mà bạn muốn thể hiện ra cho mọi người thấy không có nghĩa rằng đó là bạn phải. Khi mà bạn nhảy thể loại này thì LGBT là bạn có LGBT. No. Bạn có bị mặc đồ nam nhưng mà bạn nhảy đúng cái thể loại, đúng cái tinh thần của nó. Được chưa? Nam thì hãy vẫn là nam nha. Đừng bị biến chất nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm.
rằng là face to face, khi mình tập khi mình tập và khi sạch mình face to face nha. Thì đầu mình coi chú ý thì độ nhạc là tích, mình hãy đi vậy nha. Tại vì nếu mà mọi người đi là bầm bắp thì cái này nó sẽ vô tình làm cho bạn mất điểm nha. Nhìn cái bụi đất nha, đổi chỗ. Ủa sao đứng cũ vậy? Ai bây giờ cứ đứng trên đứng đi. Vậy là từ ngoài vô trong, từ trong ngoài đó. Để lên, để lên, cái gì mà khỏi vậy? Trước hay tập la trước? La thôi.